giống như là lớp trưởng nói, chúng ta không chỉ quen biết với nhau 3 ngày mà chúng ta sẽ quen biết với nhau 3 đời tới nữa. Đúng rồi chị. Xin hẹn lại các anh chị trong thời gian tới. Chúc các anh chị về công tác tại địa phương thành công, sức khỏe. Xin cảm ơn.